Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 17 tháng 5 trên kênh VTB Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi phía Bắc và ngập úng tại khu vực vùng trũng thấp. Do có mưa kết hợp với khối không khí lạnh nên nền nhiệt sẽ giảm nhanh, dao động là từ 17 đến 25 độ, trời lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét. Không chỉ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, mà từ chiều nay đến ngày mai, ở khu vực Bắc cũng như là Trung Trung Bộ, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá cũng như là gió giật mạnh. Nền nhiệt tại Bắc Trung Bộ cũng giảm thấp, dao động là từ 20 đến 26 độ. Còn khu vực Trung Trung Bộ, mức nhiệt là từ 23 đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ thì dao động là từ 25 đến 32 độ, có nơi còn cao hơn. Lưu xuống ở phía Nam, cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết phổ biến là nhiều mây có mưa, kèm theo khả năng xảy ra sấm sét cũng như là gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức cảnh giác. Nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ so với những ngày trước đó. Tại Tây Nguyên dao động là từ 20 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ là từ 24 đến 34 độ, có nơi còn cao hơn. Chuyển sang thời tiết trên biển, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng sẽ ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam mạnh cấp 4. Còn quần đảo Trường Sa chỉ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.